Có người từng nói, chất lượng của cuộc sống của bạn tùy thuộc vào chất lượng của câu hỏi mà bạn đặt ra cho bản thân của mình. Câu hỏi chính là câu trả lời. Ví dụ, bạn đang bị béo phì và bạn muốn giảm cân. Bạn có thể hỏi là, tại sao tôi không thể giảm cân được? Khi bạn hỏi câu hỏi này, thì bạn nghĩ là câu trả lời sẽ là gì? Có thể bạn sẽ nói là, tại vì xương của tôi to, hay là, tại vì do di truyền, vì gia đình của tôi ai cũng mập cho nên tôi cũng vậy. Những câu hỏi như thế này sẽ không bao giờ giúp bạn đạt được cái mục tiêu giảm cân của mình. Thay vào đó, bạn nên hỏi là, làm thế nào để tôi có thể giảm cân và tìm thấy sự thích thú trong quá trình này? Khi bạn đặt những câu hỏi như thế này, thì bạn sẽ tìm ra được những đáp án thông minh hơn. Bạn có thể nói là, tôi có thể bắt đầu thói quen chạy bộ, hoặc là tôi có thể đi bơi hoặc chơi môn thể thao yêu thích của tôi, vừa vui và vừa đốt năng lượng. Bạn thấy đấy, đặt câu hỏi thông minh thì sẽ cho ra những câu trả lời thông minh và có thể giúp mình đạt được cái mình muốn. Đặt câu hỏi ngu ngốc, tại sao tôi làm hoài mà vẫn không được, hoặc là tại sao tôi ngu quá vậy, thì bạn sẽ tìm ra những đáp án ngu ngốc và cứ làm cho mình lẩn quẩn, không bao giờ tìm ra được giải pháp. Và sau đây là 7 câu hỏi bạn có thể dùng để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Câu hỏi số 1, bạn muốn cái gì? Lý do mà con người ta không có cái họ muốn là bởi vì họ không thật sự biết mình muốn gì. Đa số mọi người thức dậy mỗi ngày và làm việc theo thói quen và quán tính và làm theo người khác. Bạn hỏi họ muốn gì trong cuộc sống, họ sẽ không có câu trả lời, hoặc là họ sẽ trả lời rất chung chung như là tôi muốn hạnh phúc, hoặc là tôi muốn có thêm nhiều tiền. Nhiều là bao nhiêu? Cái bạn muốn nó phải cụ thể thì bạn mới tìm ra được cách để đạt được nó. Ví dụ bạn nói, tôi muốn có tiền, tôi cho bạn 1 đô được không? Bạn phải biết rõ mục tiêu của mình một cách cụ thể. Ví dụ bạn có thể ghi là tôi muốn kiếm 2.000 đô một tháng từ việc kinh doanh của mình. Hoặc là tôi muốn cân nặng 70kg với 8% lượng mỡ cơ thể. Mục tiêu của bạn càng cụ thể và rõ ràng thì bạn càng dễ lên kế hoạch để đạt được nó. Câu hỏi số 2, tại sao bạn lại muốn cái bạn muốn? Câu hỏi này rất quan trọng nhưng có rất ít người có câu trả lời. Nhiều người không biết tại sao họ lại học cái ngành họ đang học, hoặc là tại sao họ lại đang làm cái công việc của họ đang làm. Đa phần người ta bắt chước người khác, bạn bè, hoặc làm theo ý của cha mẹ họ. Kết quả là họ không tìm thấy được đam mê và ý nghĩa của công việc mà họ đang làm. Và đó là vì sao mà một số thống kê cho thấy là hơn 75% con người ta không yêu thích hoặc thậm chí là ghét công việc hiện tại của họ. Bạn phải biết rõ lý do tại sao bạn muốn cái bạn muốn. Những lý do này sẽ cho bạn cảm xúc và động lực để giúp bạn đạt được mục tiêu. Tôi đã giải thích điều này rất rõ trong video Cách tạo động lực để đạt được mục tiêu. Bạn có thể xem video này trên channel của tôi sau khi xem xong video này. Câu hỏi số 3, tại sao bạn lại chưa có cái bạn muốn? Đây là sự thật. Cái lý do mà ngay bây giờ bạn vẫn chưa có cái bạn muốn cũng sẽ chính là những cái lý do mà tại sao bạn sẽ không bao giờ có được cái bạn muốn. Khi con người ta không có cái họ muốn, họ thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng thực chất, lỗi là do ở bản thân của mỗi chúng ta. Khi bạn hỏi câu hỏi, tại sao bạn vẫn chưa có cái bạn muốn? Bạn sẽ thấy được là, cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, thì mình vẫn phải là người chịu trách nhiệm và chỉ có mình mới có thể thay đổi được nó. Không ai làm điều này thay cho mình được. Bạn không thể mướn một người nào đó đi chạy bộ cho bạn để mang lại sức khỏe cho bạn. Bạn phải sống có trách nhiệm với kết quả mà mình đang có và kết quả mà mình muốn có. Ví dụ bạn không giỏi tiếng Anh, bạn không nói được tiếng Anh và bạn nói là tại vì mình bận quá mình không có thời gian, hoặc là gia đình mình không có điều kiện cho mình đi học trung tâm tiếng Anh, hoặc là đi du học nước ngoài nên mình không nói được tiếng Anh. Tôi nghe những lời này thường xuyên lắm và tôi xin hỏi bạn là có những người nào mà cũng bận rộn với công việc của họ giống như bạn, không có điều kiện đi du học và cũng không có điều kiện đi học tiếng Anh ở trung tâm, nhưng họ vẫn giỏi tiếng Anh hơn bạn hay không? Tất nhiên là có những người đó. Vậy tại sao bạn lại không? Và tôi cũng xin cho bạn biết thêm là tôi đã gặp rất nhiều du học sinh và cũng rất nhiều người Việt sống ở Mỹ và Úc hơn 20-30 năm nhưng họ vẫn không sử dụng được tiếng Anh. Bất cứ cái gì mà bạn muốn đạt được, ví dụ như làm giàu, nói tiếng Anh lưu loát, vân vân, đã có rất nhiều người khác có ít điều kiện hơn bạn, nghèo hơn bạn, xuất thân từ một gia đình khó khăn hơn bạn. Nhưng cuối cùng họ lại có được cái họ muốn, còn bạn thì không, là bởi vì họ cam kết làm mọi thứ có thể để có được nó, còn bạn thì dùng những lời biện hộ và đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình. Dù cho lời biện hộ của bạn nó có hay hay là có lý đến đâu, thì nó cũng chỉ là lời biện hộ mà thôi. Hoặc là bạn có cái bạn muốn, hoặc là bạn có những lời biện hộ tại sao bạn lại không có, nhưng bạn không thể có cả hai. Sự lựa chọn nằm ở bạn. Dẹp ngay những lời biện hộ và hãy bắt đầu làm và làm ngay bây giờ đi. Câu hỏi số 4. Bạn chấp nhận làm những điều gì để có được cái bạn muốn? Khi bạn biết rõ được cái bạn muốn và tại sao bạn lại muốn nó, tôi hỏi bạn, bạn chấp nhận làm gì để có được nó? Bạn muốn giỏi tiếng Anh, bạn có chịu dành ra 2 tiếng mỗi ngày để học nó không? Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, bạn có chịu tập thể dục ít nhất 5 lần một tuần, dù nắng, dù mưa, dù bạn cảm thấy không có hứng không? Bạn muốn làm giàu, bạn có chấp nhận giải quyết các vấn đề và mang lại giá trị cho cuộc sống của người khác và đi học thêm những kỹ năng mới, tham gia các khóa học và đọc sách mỗi ngày để thay đổi và lập trình lại tư duy của bạn hay không? Bạn có chấp nhận làm việc 15 tiếng mỗi ngày để đạt được ước mơ của bạn hay không? Bạn có chấp nhận trả giá cho cái bạn muốn không?
lời nói, rẻ tiền. Nếu bạn tiếp tục làm những cái bạn đã và đang làm, thì bạn sẽ tiếp tục có được những cái mà mình đã và đang có. Nếu bạn muốn có cái tốt hơn, thì bạn phải thay đổi. Là bởi vì nếu bạn chịu khó làm những gì mà người khác không muốn làm, thì bạn sẽ đạt được những thứ mà người khác không bao giờ có. Câu hỏi số 5. Bạn chấp nhận từ bỏ những gì để có được cái bạn muốn? Nên nhớ, nếu cái bạn muốn nó quá dễ dàng để thực hiện, thì cũng không tới lượt bạn đâu. Người khác đã làm hết rồi. Nếu làm giàu dễ dàng thì chẳng phải ai cũng giàu rồi sao? Khi ở tuổi 65 thì chỉ có 2% người ta là giàu hoặc là có đủ tiền để sống cho tới chết. 98% những người còn lại là nghèo và nghèo cho tới chết. Bạn muốn nằm trong nhóm nào? Nếu bạn muốn cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn thì bạn phải làm những điều khó khăn và thử thách bạn. Nếu bạn muốn cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn thì hãy chọn làm những cái dễ. Để tôi giải thích. Giả sử bạn có thể cân nặng những khó khăn trong cuộc sống của mình và cái vấn đề to tát mà bạn đang gặp phải nặng 10 kg. Và bạn chỉ có cái thói quen là giải quyết được những vấn đề nhẹ hơn 5 kg, cho nên cái vấn đề 10 kg này là thử thách vô cùng khó khăn. Nhưng nếu bạn chịu khó rèn luyện bản thân của bạn mỗi ngày và bạn có thể giải quyết những vấn đề nặng hơn 20 kg, thì bất thình lình những cái vấn đề nặng 10 kg sẽ trở nên dễ dàng đối với bạn và bạn sẽ nói là không thành vấn đề. Bạn muốn có sức khỏe tốt, bạn có chấp nhận từ bỏ việc hút thuốc hay nhậu nhẹt thường xuyên hay không? Bạn muốn có mối quan hệ tốt, bạn có chấp nhận từ bỏ cái tôi của mình và lúc nào cũng cho là mình phải hay không? Bạn muốn làm chủ, làm giàu và tự do tài chính. Bạn có chấp nhận từ bỏ cái công việc ổn định hiện tại của mình và bắt tay vào việc kinh doanh hay không? Bạn có chấp nhận từ bỏ việc vui chơi giải trí cuối tuần của mình và bắt tay vào hành động và học hỏi thêm điều mới hay không? Bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn có chấp nhận từ bỏ những cái lời biện hộ hay đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh hay không? Câu hỏi số 6. Ai đã làm được cái bạn muốn? Bất cứ những cái gì mà bạn muốn, ví dụ như là tìm kiếm thu nhập thụ động, tự do tài chính, xây dựng công ty 10 triệu đô hay đơn giản là đi du lịch vòng quanh thế giới, đã có nhiều người thực hiện được những điều này. Điều quan trọng là bạn phải tìm ra ai đã làm được cái bạn muốn, ai đã có được cái bạn muốn và học hỏi từ họ. Bạn có thể học tập từ họ một cách trực tiếp nếu như bạn quen biết họ hoặc là thông qua sách vở hay tìm kiếm trên Internet. Nên nhớ, tất cả sự thành công đều để lại dấu vết. Nếu bạn học hỏi và làm theo những gì người thành công làm, cách họ tư duy, cách họ vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu, thì bạn cũng sẽ có những kết quả tương tự. Câu hỏi số 7. Bạn cam kết làm gì mỗi ngày để tiến gần đến cái mục tiêu của bạn? Sau khi bạn đã tự hỏi bản thân và trả lời hết 6 câu hỏi ở trên, bây giờ chính là lúc hành động. Dù cho bạn có suy nghĩ tích cực tới đâu, hay là bạn có cầu nguyện, hay là sử dụng luật hấp dẫn một cách điên cuồng như thế nào, nếu bạn không chịu khó bắt tay hành động một cách cụ thể, miệt mài và bền bỉ, thì bạn sẽ không bao giờ có được cái bạn muốn. Thành công không xảy ra một cách nhanh chóng, nó là một quá trình, nó không phải là một sự kiện, nó không xảy ra ngay lập tức được. Hãy ghi ra những hành động cụ thể và khả thi mà bạn có thể thực hiện mỗi ngày để tiến gần tới mục tiêu của bạn. Tôi chúc bạn hành động và thành công. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu bạn chưa đăng ký vào channel của tôi và chưa like trang Facebook của tôi thì hãy làm ngay bây giờ để có thể đón xem những nội dung tiếp theo mà tôi sẽ chia sẻ. Nếu bạn thích video này thì hãy nhấn nút like, comment suy nghĩ của bạn ở bên dưới. Những video như thế này tốn rất là nhiều thời gian của tôi. Cho nên nếu như bạn thích thì tôi xin bạn hãy chia sẻ trên Facebook của bạn để cho những người khác có thể theo dõi. Cũng giống như là ủng hộ channel này để tôi có thêm lý do để tiếp tục làm những video mới. Cảm ơn bạn.